Và đây là ạt thao hồn 6 của mình các bạn nha. Vâng, có tận 48 cái phần thưởng. Quá nhiều đẹp điểm. Ui rồi ôi. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Bản update Town 14 đã đến và nó có rất nhiều sự thay đổi, vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực cho những người làng tha hồn bé ở phía dưới. Ví dụ các bạn có thể thấy trên màn hình là mình vừa mới nhận được hai em Bloon, chỉ là cấp độ 4 thôi, thay vì Bloon cấp độ 9 mắc cấp độ như ở bản update trước khi mùa xuân nó ra mắt, phải không các bạn? Thì đây là một điều thay đổi cực kỳ lớn. Khi mà lính hội thành của các bạn nhận được, nó chỉ được cộng 2 level so với nhà chính rồi. Đấy là một điều mà anh em cần phải lưu ý. Ví dụ như đây, nhà chính tha hồn 3 thì nhận được đồ của Mark Balloon tha hồn 5. Đó, nhà nghiên cứu 5. Đấy là anh em cần phải biết nha. Nên các bạn đừng có hỏi mình tại sao anh ơi bây giờ em không nhận được đồ mắc cấp độ nữa. Bởi vì đó cũng là cái gì đây, thiếu cả tiền. Bên cạnh đó các bạn, họ cũng đã biết giúp cho những người chơi ở nhà chính tha hồn bé. Ví dụ như đây là ạc tha hồn 3 của mình nha. Thì các bạn có thể thấy là bây giờ nó cũng có cái thử thách mùa giải. Ui giời, các bạn thấy chưa? Đây sẽ là những cái thử thách không phải trong một mùa giải đâu, mà nó cho các bạn từ nhà chính tha hồn bé đến nhà chính tha hồn 6 để hoàn thành những cái thử thách này, để các bạn kiếm những số điểm và bạn sẽ có thể mở thêm những cái thử thách nữa. Và khi các bạn nhận được đủ điểm thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng thôi. Đấy là hướng dẫn các bạn thấy không? Đây, đây là làm thế nào các bạn nhận được nhiều điểm nhất để kiếm được những cái phần thưởng. Và nó, những cái bonus phần thưởng này sẽ giúp cho ngôi làng của các bạn mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Và đối với những người mới chơi, bắt đầu chơi thì đây chắc chắn là một điều cực kỳ hay ho. Các bạn có thể thấy là mình vừa mới hết tài nguyên không? Thì bây giờ chúng ta có thể nhận được đồ đạc, có cả gem. Đây là cái điều rất quý cho những người chơi nào mà chưa đủ 5 dân thì sẽ sớm có 5 dân. Ok, chúc may mắn thủ lĩnh ạ, bạn đã có được nó rồi. Tuyệt vời phải không các bạn? Và những cái thử thách này giúp cho các bạn, những người chơi ra hòn bé, sẽ có được một cái tiếp cận hay và biết được, hiểu được về cái hoạt động của thử thách mùa giải khi mà các bạn nhận được, mở được vé vàng ở trong nhà chính Tower 7. Đây quả thực là một điều cực kỳ thú vị. Và mình nghĩ nếu bạn nào mà mới bắt đầu chơi Clash of Clans thì đây sẽ là một cái luyện tập, một cái trải nghiệm tuyệt vời cho anh em khi trước khi các bạn nâng cấp lên nhà chính ở cấp độ mới nha. Đây, nó sẽ có rất nhiều đồ chơi ở đây, cũng như là có rất nhiều thử thách mà mình vừa mới bấm hai cái nâng cấp lên ở đây. Thì các bạn có thể nhận được phần thưởng là cộng 75 điểm nếu các bạn nâng cấp đủ 6 công trình. Và những cái thử thách này nó sẽ mở tiêm khi mà bạn lên ở nhà chính Town 4. Ok anh em, cực kỳ tuyệt vời, nhưng có lẽ chúng ta hãy nên làm một trận đi nhỉ. Rồi, múc một trận đi nào. Để xem dưới này vẫn 2.000 rồi. Và để xem chức năng hoạt động của Balloon 4 nó có hiệu quả không. Úi dồi, nhà này 8.000. Đánh anh, đánh nào. Vâng, vừa mới xin lính hội thành có lẽ chơi luôn. Chơi vào trụ Archer này trước và chỉ chơi Balloon 4 thôi các bạn nhé. Balloon 4 ở thời điểm này thì cũng là bá đạo rồi. Và chúng ta cần phải tiết kiệm nhất có thể đối với những người chơi ở thảo hồn bé nha. Tài nguyên là cực kỳ quý giá. Anh em phải thích đồ nhanh, thích đồ sớm. Và theo như tư duy của mình, để muốn nhanh ý, thì các bạn cày thật sớm và không vội mắc mà lên thẳng tha hồn 7 luôn để múc cái vé vàng. Đó, múc cái vé vàng xong thì anh em sẽ được nâng cấp rất nhiều đồ chơi. Rất nhiều đồ chơi và nó lại được giảm chi phí nữa chứ, cực kỳ rẻ luôn. Và như vậy chúng ta có một trận chiến thắng ngon các bạn. Nách nó cũng không cần nách nhiều lắm. Mà 8.000 tím ở trong thời điểm mà nhà chính của các bạn mới là tha hồn 3 thì nó đã quá phê rồi. Một trải nghiệm cực kỳ đã đến từ vị trí của Balloon 4. Và anh em ạ, nó không nhận được đồ mắc
thì các bạn cũng đi đánh nó cũng đỡ, ví dụ như không quá nó chênh lệch cũng như về cái cân bằng của game. Thì những người chơi thể thao bé có thể sẽ khó khăn hơn trong việc bài cúp, nhưng nó cũng tạo ra tính chất cân bằng hơn. Bởi vì bình thường mà các bạn cứ đưa lính mắc cấp độ nào các ông dã dưới này thì cũng là tội, tội thật chứ. Ok luôn, và nếu các bạn thấy thích video này của mình, thấy video này hữu ích thì hãy để lại mình một nút like, share, đăng ký kênh Akari Gaming của mình các bạn nha. Và mình sẽ tiếp tục cải thiện thêm nhiều video hay nữa cho anh em về những combo, những mẫu bay thoải mái trong website akarigaming.com. Các bạn cần gì cứ vào đấy liên hệ mình lấy bay về thoải mái các bạn nha. Còn nhu cầu về vé vàng, gem hay những gói ưu đãi trong cửa hàng thì cứ thoải mái liên hệ theo đường link fanpage Akari Gaming với hơn 63.000 lượt người follow rồi anh em nhá. Ok nào. Rồi, nãy mình sẽ chuyển sang arc tha hôn 4 để cho anh em thấy tiếp nhá. Ok, và đây là ngôi làng tha hôn 4 của mình các bạn. Và các bạn có thể thấy là rất nhiều cái điểm của nó chạy kìa, vài hàng luôn. Ôi trời ơi, nó chạy bằng không ngừng nghỉ luôn kìa các bạn. Nhảy kìa. Ui trời ơi, tôi hoàn thành được rất nhiều đồ chơi rồi. Và như vậy cái này vâng, nên công trình thứ 6 nữa là được à. Ui trời ơi, quá đã cái điểm luôn. Nó có khi nào múc cái này nâng cấp quá là nó lên không ta? Ui trời ơi, bởi vì ở bên này tới hết cái để nâng rồi. Ôi, sang làm bên đây. Mấy cái này rồi đi sang làm bóng đêm đi nào. Ok bạn ơi, mãi bên nhau bạn nhá. Đi thôi. Vâng, em này lại giới thiệu rồi. Vâng, lại giới thiệu từ đầu rồi. Tất cả đều mới. Ôi giời. Rồi cho tao đi về được không? Không cho anh em. Bắt xây cái đã. 5 giây thôi. Anh em cứ bình tĩnh. Nói chung là họ cho chúng ta trải nghiệm rất là nhiều cái điều mới lạ các bạn. Vâng, cái gì đây? Đấy là chính ra là không? Master Builder, yeah. Nghiên cứu cái gì? Nghiên cứu thằng này. Ok, 1 giây, gem. Ok, đập các kiểu. Ok, đánh một trận thôi là xong rồi. Ui, vào đây chiến đấu nào. Vâng, lỡ một phát thôi mà lại phải nâng luôn cả đời rồi. Master Jimmy sẽ luôn là cái tên để chúng ta đánh vào khi mà các bạn vừa mới sang làm bóng đêm nha. Anh em lưu ý nha, Master Jimmy. Rồi, và lúc nào thì anh em cũng được 100% trong lượt đánh đầu tiên. Và Supercell rất biết là khuyến khích các game thủ mới chơi. Ok luôn bạn ơi, cho tôi về được không? Ok, về nhà nha. Rồi, ok. Xong, đừng cho bạn xây gì thì xây đi. Rồi bây giờ tớ đi về và các bạn có thể thấy là vẫn chưa nhận được phần thưởng nữa à. Úi rồi, quá đã luôn. Tớ thì chỉ lấy gem thôi, bởi vì vàng với cả tím thì tớ lấy hết rồi. Các bạn thấy không? Quá đã luôn, một cái cột mộng 10 gem như thế này thì chả mấy chốc mà anh em lại có đồ ngon để mà chơi rồi. À, này của mình thì full hết rồi. Đây chỉ còn lên khu vực nhà chính nữa thôi là mắc ở town 4 rồi nha các bạn. Hãy đến với arc tha hôn 6 của mình khám phá tiếp nào. Và đây là arc tha hôn 6 của mình các bạn nha. Vâng, có tận 48 cái phần thưởng. What the, quá nhiều đẹp điểm. Ui dồi ôi, anh em nhìn nó chạy nó đã con mắt thật sự luôn các bạn ạ. Ui dồi, ui dồi, tài nguyên này, đếm này. Này thì thử thách mùa giải này nó chạy mút chỉ luôn các bạn ạ. Quá đã luôn. Và cái phần thưởng cuối cùng trong hành trình này của các bạn, nó sẽ có rất nhiều đồ giá trị. Ví dụ như ui dồi ôi, các bạn nên hoàn thành nó thật sớm nha. Thuốc sợ xây này, sách công trình này, rồi đá cổ ngữ vàng này. Đây là những cái đồ đạc cũng như là những cái tài nguyên mà nó sẽ rất cần cho các bạn trên chặng đường nâng cúp, nâng lên nhà chính ở những nhà chính cao hơn. Gem 30 rồi, 40 này. Ui, quá đã các bạn ạ. À, và con hạng này của mình thì chắc chắn là nó sẽ cần đồ để nâng rồi, vì nó còn nhiều thứ ở đây nữa mình cần nâng, thì có lẽ đây là một điều thực sự tuyệt vời mà Supercell đã tạo nên cho những người chơi ở nhà chính cấp thấp. Nhận
có bao nhiêu mình nhận hết anh em ạ. Để xem nào. Úi giời. Vâng. Đừng có nghĩ là nó ít, nó không hề ít đâu các bạn ạ. Những cái phần thưởng này nó cực kỳ giá trị đối với những người chơi thằng bé phía dưới này đây. Cái này đánh được 24 sao trong bản chiến bản đồ nhiều người chơi. Đây, những cái thử thách này nó hoàn toàn giống với cả thử thách mùa giải các bạn nhé. Anh em mà thoải mái làm. Đó. Và như vậy thì đến Tha Hôn 6 là hết rồi. Bởi vì Tha Hôn 7 chúng ta đã mở được cái vé vàng rồi. Nên khi mà các bạn trải nghiệm ở những cấp độ phía dưới này thì anh em thoải mái, thoải mái có thể hiểu được cách hoạt động cơ chế vé vàng. Vì nhiều bạn cũng không biết vé vàng nó hoạt động như thế nào. Và nếu anh em có nhu cầu về vé vàng, mua gem hoặc những gói ưu đãi trong cửa hàng, nhanh tay liên hệ Akari Gaming thì mình sẽ hỗ trợ múc cho anh em cực kỳ nhanh gọn. Thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo đều ok hết các bạn nhé. Có những cái gói đặc biệt ngày mai nó hết rồi, mà nó chỉ dành cho những người chơi ở nhà chính cấp cao, thì anh em hãy nhanh tay liên hệ mình hỗ trợ các bạn nhé. Và tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có trận thi đấu của anh em siêu si lớp. Như vậy là chúng ta ở nhà chính này thì chúng ta nhận được balloon của nhà chính Tha Hôn 8 mắc cấp độ các bạn nha. Mắc cấp độ ở nhà chính Tha Hôn 8 thôi, chứ không phải là mắc cấp độ balloon 9 như ngày xưa nữa. Tuy nhiên sự thay đổi nào thì nhà phát hành game cũng đều mong muốn hướng cho người chơi có một trải nghiệm tốt nhất và không khiến cho người mới chơi họ gặp khó khăn. Đây là một điều mình thấy rất ưng ý ở Supercell. Bởi vì họ dù là họ nâng cấp ở nhà chính cấp cao nhưng họ không bao giờ họ quên những người chơi ở nhà chính cấp dưới. Và ngày càng họ hỗ trợ thêm nhiều gói này, nhiều ưu đãi, cũng như là thời gian nâng cấp nó cũng giảm đi rất nhiều. Thời gian chi phí nâng tường ở các nhà chính cấp dưới cũng giảm đi nhiều. Và chi tiết những cái thông tin đó anh em nào chưa biết thì hãy xem lại những video ở trên kênh Akari Gaming của mình. Mình đã làm rất là đầy đủ rồi các bạn ạ. Akari Gaming là kênh duy nhất ở trên Việt Nam chúng ta được nằm trong chương trình Creator Program, nên sẽ cập nhật những thông tin về update, những thông tin nóng hổi nhất, nhanh nhất, chính xác nhất tới quý vị khán giả các bạn nhé. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong những video sắp tới. Ok. Và như vậy là được có thêm phần thưởng nữa rồi các bạn này. Đồng vừa mới hoàn thành thêm đây này. Và chúng ta lại có thêm tài nguyên. Quá tuyệt vời. Xin cảm ơn Supercell về những thay đổi mới ở trong bản update mùa xuân này nhá. Protect your soul.